Chào mừng các bạn trở lại với kênh Cuộc Sống Miền Tây của Lâm. Do nhân duyên, hôm nay Lâm xin mời các bạn ghé thăm ngôi chùa Phật giáo có thể nói là lớn nhất miền Tây Nam Bộ. Nó tên là Thiền Viện Trúc Lâm, nằm ở quận Cái Răng, thuộc thành phố Cần Thơ, cách Cần Thơ khoảng 10 cây số đi về hướng Nam. Thiền Viện Trúc Lâm này là một đồ sộ, một kiến trúc đồ sộ của Phật giáo Nam Tông, được thành lập cách đây ít năm. Một chút xíu nữa Lâm sẽ đề cập cho các bạn biết là thông tin như thế nào. Do nhân duyên là hôm nay Lâm đi về hướng này, cho nên Lâm sẽ quay clip cho các bạn xem. Đây là khu vườn nhỏ của thiền viện. Họ xây ở đây là cách chánh điện khoảng 50m để tạo ra một cái không gian xanh tươi mát, cũng như là để cho du khách chụp ảnh hoặc là đi dài trong cái khu vực này, tạo cảm giác thư thái, thư giãn, tĩnh tâm. Ở đây có trồng rất là nhiều loại hoa, cũng được trồng theo phong cách là phong thủy luôn, tức là những mẫu hoa ở đây đều có một mang ý nghĩa đặc trưng, nằm trong một trong những cái câu chuyện trong điển tích của Phật giáo, chứ không phải là thích trồng bao nhiêu là trồng. Các bạn cứ xem. Như Lâm đã từng đề cập, Thiền Viện Trúc Lâm được thành lập vào ngày 17 tháng 5 năm 2014, được thiết kế theo phong cách là ở những ngôi chùa đời thời Trần, thì được thiết kế là ngói, mái ngói, khung lợp bằng gỗ quý, bao gồm chánh điện, nhà thờ tổ, phòng thuốc nam, giảng đường, hoặc là nhà ăn chay, hoặc là những cái khu trồng hoa cỏ để cho các Phật tử có dịp ra ngoài đây ngồi để tĩnh tâm. Thì xung quanh được rất là nhiều những nghệ nhân trồng hoa, trồng kiển, nuôi những con thú như con công, con phụng, bồ câu, tất cả đều mang một cái ý nghĩa là hòa bình, hướng đến người ta là chân thiện mỹ, tốt đời đẹp đạo. Cho nên là tất cả những cái công trình được thi công một cách trực tiếp.
chính là những cái vòm mái vuốt cong với hình đầu rồng cách điệu, cửa sơn nâu bóng, hai bên cổng là tượng cao thép vàng, người ta gọi là cổng tam quan, một lối đi chính và hai lối đi phụ hai bên. Bên trái có Phật Di Đà hộ pháp, bên phải là tiêu diện đại sĩ. Cái đường dẫn vô chánh điện có hai hàng tượng bằng đá hoa cương xếp song song với nhau, mỗi bên là 9 tượng tạo thành thập bát la hán. Trong truyền thuyết, mỗi vị ứng với hạnh nguyện để tu thành chánh quả, tượng trưng cho tín ngưỡng đặc thù dân gian. Tiến vào sâu bên trong, chúng ta sẽ thấy tháp chuông và tháp trống. Bên kia là tượng Phật Bà Quan Âm, ai qua đây cầu nguyện để xin được bình an, cứu khổ cứu nạn. Còn bên kia cầu, còn đó là tượng Phật được làm bằng đá hoa cương, Phật nằm và những chú tiểu. Những tượng Phật cũng là nơi thờ cúng chiêm bái của những khách phương xa. Bên tay phải là tượng bằng gỗ của Phật Di Lặc, cũng được thiết kế giống như là bên kia. Tuy nhiên, tượng gỗ được lồng kín để tránh cho những người chạm vào đó gây chảy xước. Phía bên kia là những bức tượng làm bằng đá thạch anh. Đó là những kể về những cái câu chuyện cũng giống như là quá trình mà Đức Phật tu hành chánh quả. Thật may mắn cho các fan của Cuộc Sống Miền Tây. Ngày hôm nay vào Thiền viện Trúc Lâm thì bên trong Thiền viện có tổ chức một cái hội chạy của tuổi trẻ Phật giáo lần thứ 11 mang tên là Nghĩa Tình Miền Tây. Thì hội chạy này sẽ được tổ chức vào cuối tháng sau. Cho nên là nếu mà có thể thì Lâm sẽ cố gắng vào đây quay cho các bạn xem tiếp. Còn bây giờ chúng ta lan tiến vào chánh điện. Bên tay trái là tháp trống, còn bên tay phải là tháp chuông. Tất cả đều được để được đặt ở trên những cái kệ bằng gỗ lim, rất là đắt giá, rất là quý giá nha các bạn. Quả chuông đồng này nặng 1,5 tấn, mô phỏng theo chùa Keo ở phía bắc. Cũng xin nói qua về chính điện là xây bằng 44 cột gỗ lim to cỡ một vòng tay của người lớn ôm. Tất cả đều được đặt trang trọng trên tấm đá xám vân mây, chạm hoa sen cách điệu. Giữa chính điện là tượng Phật Thích Ca bằng đồng mạ vàng cao 2m, nặng 3,5 tấn, tọa trên một cái tòa sen uy nghi. Bên đây là tháp trống, cũng được đặt trên giá rổ, chạm chỗ rất là công phu, khá là nghệ thuật. Được khắc chữ Phương Nam Phật Tự bằng Hán Tự.
ở đây thỉnh thoảng nha chúng ta sẽ nghe được những tiếng chuông gió rất là yên tĩnh, rất là hay, rất là tạo cho chúng ta cảm giác rất là an yên. Bên đây là tháp chuông chuông nặng 1,5 tấn được làm bằng đồng mạ vàng, ở trên bên trên có khắc chữ Phương Nam Phật Tự cũng bằng tiếng Hán luôn. Bây giờ là 12 giờ trưa ở Việt Nam rồi, nắng cực kỳ là gay gắt, nhiệt độ lên khoảng 37-38 độ.
khi mà đến với vùng đất Cần Thơ hay là vùng đất Tây Đô nói chung, thì ngoài du lịch miệt vườn, du lịch sông nước, thì các bạn cũng có nên theo những cái tour mà du lịch tâm linh ở những nơi giống như là đền thiên và thờ tự, cũng giống như là những thiền như là thiền viện Trúc Lâm và một số ngôi chùa khác ở đất phương Nam này. Thì đến nơi đây chúng ta sẽ tìm đến những giá trị chân thiện mỹ, cũng giống như là tìm lại những giây phút bình yên mà sau những lúc mà bận rộn xô bồ ở ngoài xã hội. Thì mong là một ngày nào đó những người mà xem video clip này của kênh Cuộc Sống Miền Tây để đến được cũng như là chiêm nghiệm sau khi mà các bạn xem qua màn ảnh nhỏ, được một lần tận thấy những nét đẹp cổ kính cũng giống như là những giá trị thiêng liêng mà người dân miền Nam để lại đây. Giáo cũng như tín ngưỡng luôn là một điều gì đó, là một chỗ dựa tinh thần thật là lành mạnh và an yên cho mọi người chúng ta. Thì Nguyễn Trúc Lâm, Lâm chỉ quay một góc và theo những hiểu biết của Yên Lâm. Còn ở đây thì người ta còn xây thêm những phòng thuốc nam của những người theo đông y để trị bệnh miễn phí cho người nghèo, cũng giống như là làm từ thiện cũng như những công tác xã hội khác mà những địa phương khác chưa làm được.